Xin chào các cô chú anh chị em và các bạn. Trong cái video của ngày hôm nay thì Ngọc muốn nói tới là so sánh, chính xác cụ thể là so sánh hai cái dạng thực phẩm chức năng mà để bổ sung thêm cái chất canxi. Đây là cái chất, một cái là calcium citrate và một cái là calcium carbonate. Đây là hai cái sản phẩm chức năng, thực phẩm chức năng mà bổ sung canxi mà phổ biến ngoài thị trường có hai cái này. Thì vừa rồi có cô viết nhắn tin hỏi Ngọc là câu hỏi đó là so sánh hai cái này cái gì khác biệt nhau và nên chọn cái nào, nên uống cái nào đó. Thì Ngọc nghĩ cái câu hỏi này nó cũng rất là thông dụng cho rất là nhiều người. Tại vì cái chuyện mà uống bổ canxi, thêm bổ sung canxi rồi này kia đó, thì Ngọc nghĩ rất là nhiều người dùng đến nó. Cho nên Ngọc muốn làm cái video để Ngọc giải thích so sánh giữa hai cái này, gọi là chi tiết đầy đủ hơn, để mà mọi người, Ngọc biết là rất nhiều cô chú anh chị em mình ngồi đó cũng sẽ có những câu hỏi tương tự như vậy, cho nên thành ra Ngọc làm cái video. Thì trước đây khi Ngọc mới bắt đầu làm YouTube đó, Ngọc cũng có làm một cái video mà nói về cái chất canxi, và Ngọc giới thiệu một cái sản phẩm nào là thực tế cái bản thân Ngọc là Ngọc có dùng, cho nên thành ra Ngọc muốn giới thiệu cái đó để cho mọi người dùng. Thì đây là cái bình thuốc này, cái thuốc này thì nó bán ở Costco đó. Nhưng mà cái trong cái câu hỏi này đó, thì cô hỏi là so sánh giữa hai cái này, thì cái bình này á, là nó có cái loại calcium citrate này, nhưng mà nó không phải chỉ cái đó mà nó có những cái thành phần khác trong này nữa, thì Ngọc sẽ nói ở cái đoạn cuối, Ngọc nói sơ lại nó. Bây giờ thì Ngọc muốn so sánh giữa hai cái này để cho các cô chú anh chị em nào của mình mà khi đi mua đó mà thấy hai cái đó thì nghĩ rằng là mình nên chọn cái nào là tốt nhất cho mình. Thì Ngọc có viết liệt kê những cái điểm chính mà cần lưu ý khi mình quyết định mua cái nào. Mỗi cái nó có những cái điểm tốt hơn và gọi là không tốt hơn giữa hai, tức là gọi là cái tốt và cái không tốt. Thì tùy theo cái cơ địa của mình cũng như cái tình hình cụ thể sức khỏe riêng của mình mà mình nên quyết định chọn cái nào là tốt hơn cho mình. Chứ khi mà nói thẳng vào nó thì không có cái nào là tốt hẳn hơn so với cái nào hết. Tại vì nếu thực sự như vậy đó thì rõ ràng là sẽ không có ai mua cái không tốt mà chỉ mua cái mà gọi là ok hơn, đúng không? Cho nên thành ra mỗi cái nó đều có cái nhược điểm và cái yếu điểm riêng của nó. Thì Ngọc đã tóm tắt ở trên đây. Thì thứ nhất, khi mà nói về cái khi mà nói tới là calcium citrate hay là calcium carbonate đó, tức là hai cái dạng muối của calcium, của chất canxi. Cái chất canxi đó nó không có tồn tại riêng mình nó, mà để cho nó thành một cái viên thuốc và có thể đưa vào trong cơ thể của mình, rồi từ đó nó mới phân hủy xuống và nó mới được gọi là lấy ra cơ thể mình, mới nó hòa tan ra và nó lấy ra được cái chất canxi từ cái viên thuốc này đó, chứ không bao giờ mà nó tồn tại tự riêng chính nó không bao giờ như vậy hết, mà nó luôn luôn tồn tại dưới một cái dạng muối. Thì cái đây là cái loại dạng muối, tức là cái gọi là cái hỗn hợp, gọi là một cái hợp chất, nó luôn tồn tại dưới một cái hình dạng hợp chất, chứ nó không bao giờ mà tồn tại riêng mình nó hết đó. Cho nên thành ra đây là hai cái hợp chất mà để bổ sung canxi, nói nôm na là như vậy. Thì khi mà nói tới, khi mà nó hình thành hợp chất á, nghĩa là trong đó cái một dạng muối, thì khi mình uống cái viên thuốc đó nào vào trong đó thì bao nhiêu phần trăm của nó mới chính thực là chất canxi, còn lại thì không phải đó. Thì nói tới cái mỗi cái đó, thì cái chất canxi mà ở trong cái calcium citrate á, thì nó ít hơn, còn cái calcium carbonate nó nhiều hơn, tức là 40%, so với bên này chỉ có 21% thôi. Cho nên nếu như mà khi mình uống đó, thì để cho đủ liều lượng mà canxi đó, thì cái viên bên này, tại vì nó ít hơn trong mỗi viên, cho nên thành ra mình phải uống nhiều viên hơn, còn bên này thì mình uống ít viên hơn. Thì đó cũng là một cái điểm khác nhau mà rất là chủ chốt của nó. Nhưng ngược lại, cái anh bên này đó, cái calcium citrate này đó, thì anh dễ hấp thụ hơn, dễ hấp thụ hơn. Nghĩa là cái calcium citrate này đó, nó không cần cái chất acid ở trong bao tử, nó không cần cái chất acid.
mình có thể uống nó ở bụng đói cũng không sao hết. Uống với thức ăn cũng được mà uống trong bụng đói cũng được, nó dễ dàng hấp thụ hơn. Cho nên cái điều tốt của nó đó là nếu như một số các bệnh nhân nào đó mà bị gọi là bị cái bệnh mà bao tử hay là axit trào ngược, bị khó chịu đó mà do cái axit dưới bao tử nó đưa lên nó trào ngược đó, thì thường mình hay uống những cái thuốc mà gọi là điều tiết giảm cái sự cái thải của cái chất axit nó ra trong cái bao tử mình đó, để mà giảm đi cái bệnh mà đau bao tử hay là gọi là gì đó axit trào ngược nó làm khó chịu. Thì khi mình uống cái đó nghĩa là cái axit ở trong bao tử mình nó không được tốt, nó ít đi, hay là có thể nói là uống lâu dài có thể nó lẫn giảm hoàn toàn. Thì trong trường hợp đó, những ai mà bị cái bệnh mà về mà axit trào ngược rồi đó mà uống thuốc cho nó đó, thì cái đây là cái tốt nhất, tại vì nó không cần axit để cho nó hấp thụ. Nhưng cái anh bên này đó thì ảnh lại cần có cái chất axit để mà hấp thụ đó. Cho nên thành ra nếu như mà cái cơ địa của mình hay là mình bị cái bệnh mà axit trào ngược hoặc là có vấn đề với cái axit đó, thì nên dùng cái calcium citrate thì nó mới hấp thụ được. Còn nếu như mình dùng cái này thì nó không hấp thụ đó. Thành ra nói tới cái vấn đề mà hấp thụ, tại vì nó rất là quan trọng. Khi mình uống vào cơ thể của mình uống viên thuốc như Ngọc đã giải thích rất nhiều cái video trước đây, từ cái miệng cho đi xuống dưới hậu môn đó chỉ là một cái đường ống thôi. Chỉ khi nào mà nó hấp thụ vào được trong máu thì lúc đó mới thực sự là cơ thể mình mới sử dụng được nó. Cho nên thành ra khi mà không có vấn đề với cái vấn đề mà hấp thụ đó thì nó cũng không có làm điều gì tốt cho mình hết. Cho nên nếu như các cô chú anh chị em nào của mình cơ địa mà không tốt với cái vấn đề mà trong bao tử mà có chất axit trong đó đó, có vấn đề với cái đó đó, thì tốt nhất là nên dùng cái này chứ không nên dùng cái loại này đó. Cũng như là khi mà dùng cái này đó thì tại vì nó dễ hấp thụ, thành ra không cần phải ăn no, uống bụng đói cũng không sao. Nếu như ai mà có những trường hợp nhiều khi mà ăn no quá rồi thì uống mấy viên thuốc, thì thường mấy cái viên thuốc mà canxi này đó, cái viên rất là bự, và đôi khi mình uống vào mình cũng phải cần uống nước nhiều nữa. Thì đôi khi mình ăn no rồi đó và mình phải uống mấy cái viên thuốc đó và phải uống nhiều nước nữa, thì đôi khi cảm thấy nó quá no, hay là mình tức bụng, hay là mình cảm thấy nó không có thoải mái đó, và mình muốn uống khi cái bụng đói đó, thì cái này là cái tốt nhất. Còn ngược lại cái calcium carbonate này đó thì phải cần ăn xong rồi mới uống, nó phải cần có thức ăn thì nó mới hấp thụ tốt được, còn không thì coi như là gọi là phí đi, không, nó không có hấp thụ. Cho nên thành ra đây là hai cái điểm rất là quan trọng mà Ngọc muốn nói một cái sự khác nhau, giải thích cho rõ ràng để cho các cô chú anh chị em mình hiểu mà nên mua cái nào là cái mà nó thích hợp nhất cho cái tình hợp, cái trường hợp và sức khỏe cụ thể của riêng mình. Thì Ngọc nghĩ rằng nó rất là rõ ràng chứ không có gì mà khó hiểu hết. Ở dưới đây đó thì Ngọc muốn nói sơ đến và nhắc nhở một cái số điều mà nó cần phải cẩn thận khi mình dùng cái thực phẩm chức năng canxi hay là bổ sung cái chất canxi đó. Như Ngọc đã nói luôn luôn, nếu canxi mà nó đến từ thức ăn tự nhiên là cái dạng tốt nhất để cho cơ thể mình hấp thụ, cái đó là cái tốt nhất. Cho nên thành ra cố gắng ăn uống trong thức ăn để mà mình lấy nó từ cái nguồn thức ăn thực phẩm thiên nhiên. Thì dưới đây Ngọc có liệt kê ra những cái thức ăn mà hay có nó này, như đậu khuôn, mấy cái loại rau xanh như là spinach, là broccoli đồ đó, cũng có rất là nhiều cái chất canxi ở trong đó. Và sữa tươi hoặc là sữa chua đó, tức là yogurt đó, hay là yaourt đó, cũng nó làm từ sữa thì nó cũng có nhiều cái chất canxi trong đó. Đậu khuôn nè cũng có rất là nhiều, hay là đậu phụ đó, đậu khuôn đó, hay tofu tiếng Anh đó, thì cũng có rất là nhiều canxi. Và nói về cá thì cái loại cá mòi á, hay là sardine tiếng Anh là sardine đó, hoặc là cá hồi thì thực sự đối với bà con Việt Nam mình thì cũng hơi gọi là xa xỉ, hoặc là cũng khó mà có thể mà có cái nguồn. Thì cá mòi
là cái mà coi như là dễ dàng có thể là có cái nguồn cung cấp được, và cái giá cả cũng tương đối là ok để mà mình có thể dùng nó. Thì cá mòi cũng là một cái nguồn mà có nhiều chất canxi. Thì đó là cái những cái nguồn mà Ngọc thực còn cố ý liệt kê ra những cái mà Ngọc nghĩ rất là đơn giản và mộc mạc và rất gần thiết, cần gũi với cái cuộc sống hàng ngày của bà con Việt Nam mình, để mà mình có thể tận dụng và sử dụng nó thay vì á là mình phải cần uống những cái viên thuốc này. Tuy nhiên khi mà nói tới ví dụ càng lớn tuổi và nhất phụ nữ mà trên 50 tuổi trở lên, tức là khi mà gọi là bị mãn kinh rồi đó, tức là tắc kinh đó, thì cái sự mà nội tiết tố mà cho phụ nữ đó nó giảm đi và nó hay dẫn tới những cái tình trạng bị loãng xương đồ này kia đó, thì cái liều lượng canxi mình lại cần thiết nhiều hơn nữa đó. Thì có thể lúc đó là cái lúc mà mình có thể uống những cái thực phẩm chức năng bổ sung này, nếu như mình cảm thấy rằng cái sự ăn uống của mình nó không có được đủ dồi dào để mà cung cấp đầy đủ cái đó. Tuy nhiên không phải uống cái này không thôi là nó ngăn ngừa cái những cái chuyện vấn đề về xương, mà một cái yếu tố mà rất là quan trọng mà cần để cho calcium này nó được hấp thụ vào, đó là cái vitamin D, vitamin D, D đó. Thì cho nên thành ra nếu như mình không gian nắng, thành ra một cái điều này mà còn muốn chia sẻ với các chị em mà phụ nữ mà ở Việt Nam, đặc biệt Việt Nam, là đi ra đường á, nếu như trừ khi mà buổi trưa nắng gắt hay những cái lúc mà nắng này kia mà ảnh hưởng không tốt tới cái da của mình đó, thì mình cần che. Nhưng mà nếu như buổi sáng sớm này kia mà khi mới đi mà trời vẫn còn coi như là nắng nhẹ nhàng dễ chịu, thì nên để cho tay chân mình nó hở hang ra để cho nó tạo cái nguồn vitamin D. Vitamin D nó không phải chỉ vấn đề xương không thôi, mà nó cần rất là cần thiết cho những cái vấn đề khác ở trong cơ thể của mình, và đặc biệt là nó liên quan tới cái vấn đề mà về cái sự mà gọi là cái mood của mình đó, tức là cái tính tình này kia, nó cũng có ảnh hưởng tới những cái vấn đề nó nữa. Những cái người mà gọi là bị như là trầm cảm hay này kia, đôi khi người ta thấy nó cũng liên quan tới cái vấn đề mà thiếu vitamin D nữa. Cho nên thành ra Ngọc khuyên là trừ khi mà nắng gắt buổi trưa hay những cái giờ mà quá gắt này kia mà nó có thể nó không tốt với cái da của mình, thì mình nên che đậy để mình giữ cái da của mình không có bị ảnh hưởng xấu. Nhưng mà những cái giờ mà sáng sớm hay là buổi chiều rồi đó, những cái nắng mà nhẹ đó đó, thì mình nên để cho tay chân mình nó hở hang ra để cho cái sự kích thích của mặt trời mà nó tạo ra cái vitamin D. Cái đó là rất là tự nhiên và rất là tốt cho cơ thể của mình. Nhưng mà nếu như mình là cái người mà luôn ở trong mát mà không ra nắng này kia đó, thì cần thiết là phải uống cái vitamin D. Tức là nè, ví dụ như calcium chẳng hạn, cái lý do mà Ngọc giới thiệu cái này đó, khuyên là lên uống cái này đó, là một phần là tại vì trong này nó cũng có cái vitamin D ở trong này nữa, và nó có những cái chất khác, và nhìn phía sau này nó còn có một số những cái khoáng chất khác nữa, chứ không phải chỉ là cái calcium citrate này không thôi. Đó, cho nên một viên nó có tất cả những cái đó, cho nên thành ra nó tiện là như vậy. Nhưng mà cái đó là tùy thôi, cái này là chỉ có là Ngọc dùng, thành ra Ngọc cũng như là nói đến các cô chú trẻ mình, chứ không nhất thiết là bắt buộc phải dùng cái này. Với lại thêm nữa, trong một cái video khác Ngọc Khó cũng có nói ra, khi mà mình đi ra ngoài đó mình thấy rất là nhiều cái sản phẩm mà nó bán mà về mà bổ sung canxi, đúng không, thì mình biết rất là nhiều công ty, thì cái nào là cái tốt, cái nào là cái sản phẩm mà đáng tin cậy để mà mình nên dùng. Thì một trong những cái lý do đó nữa mà tại sao Ngọc dùng cái sản phẩm này, thì có một cái video Ngọc có làm mà Ngọc nói về cái dấu hiệu này nè, cái dấu hiệu này, cái chữ mà USP này. Những cái sản phẩm bình thuốc nào mà nó có cái dấu hiệu này đó, nghĩa là gọi là đáng tin cậy trong cái vấn đề mà nó hòa tan và nó được hấp thụ vào trong cơ thể của mình. Đó, tức là nó được, cái viên thuốc trong này nó được sản xuất với cái tiêu chuẩn mà đạt, mà do cái gọi là cái ở Mỹ, cái tiêu chuẩn của Mỹ là nó đặt ra. Thì chỉ có những công ty nào mà nó đạt được cái đó thì nó mới có cái dấu hiệu này, chứ không phải công ty nào cũng có hết. Đó, cho nên thành ra đó, nếu cái bình thuốc nào hay hãng nào mà thấy có cái dấu hiệu này thì Ngọc đều dùng cái này, chứ Ngọc không dùng cái loại mà không có dấu hiệu. Đó, cho nên thành ra cái đó là một cái điều mà Ngọc nghĩ nó cần thiết, mà Ngọc đã có chia sẻ. Ngọc sẽ link với cái video này với những cái video đó để cho các cô chú anh chị em mình tham khảo thêm. Thì
cái vitamin D nó cũng rất là quan trọng đó. Và khi nói tới cái lượng cần thiết của mỗi người như thế nào thì Ngọc có ghi ra đây, tức là đối với người lớn, nói chung là tổng quát nam nữ người lớn thì cần khoảng cỡ 1000mg một ngày. Nhưng mà khi phụ nữ mà trên 50 tuổi hoặc là đàn ông mà trên 70 tuổi đó, thì khi vào những cái lứa tuổi này là mình hay bị nguy cơ mà gọi là loãng xương và cần cái lượng nó nhiều hơn. Cho nên thành ra là mình phải cần ăn uống nó nhiều hơn, hoặc là phải cần sử dụng những cái thực phẩm chức năng mà bổ sung canxi này. Thì nhớ một điều rằng á, mà trong cái video trước thì Ngọc sẽ link cái đó luôn, cái video mà Ngọc nói về canxi trước đây khi mà Ngọc nói tới cái này đó, thì có một cái điều mà cần phải Ngọc muốn chú ý là như vậy. Mỗi lần mình chỉ nên uống tới là từ 500mg trở xuống thôi, chứ không uống lên nhiều quá. Cái lý do mình không nên uống nhiều quá là tại vì á, nó dư thì nó thải ra, nó phí đi, nó sẽ không có hấp thụ quá nhiều nếu như mình uống quá nhiều cùng một lúc. Thành ra ví dụ như mình uống 2 viên, mình coi trong cái liều lượng này đó, thì mình uống 2 viên, không phải uống hết 2 viên cùng một lúc, mà mình uống buổi viên buổi sáng, một viên buổi chiều. Mình nên như vậy để cho mình gọi là tận dụng tối đa cái lượng mà chất canxi đó nó được hấp thụ vào. Chứ mình uống 2 viên á, nó cũng chỉ hấp thụ được tới một viên thôi, và rồi cái viên kia nó cũng phí phạm đi. Đó, cái đó là cái điều mà Ngọc muốn nhắc nhở ở đây. Cho nên thành ra là uống nhiều lần, chứ không nên uống bao tất cả cùng một lần là nó phí đi. Đó. Và một điều cũng cần phải chú ý nữa, tại vì cái chất canxi này á, là nó rất dễ tương tác với những một số thuốc men mà mình uống hàng ngày. Như chẳng hạn như là nếu như mình bị mà gọi là nhiễm đó, ví dụ infection đó, tiếng Việt nó gọi là tiếng Anh nó gọi infection đó, tiếng Việt nó gọi là nhiễm bệnh đó, mà cần phải uống trụ sinh rồi đó, thì một số thuốc trụ sinh nó tương tác với cái chất canxi. Cho nên thành ra phải uống sau 2 giờ. Tức là nếu như mình uống những cái loại thuốc mà như là trụ sinh hay là thuốc mà cho tuyến giáp đó, hoặc là cái chất sắt, thì những cái này nên uống ngăn cách với, tức là uống những cái này 2 giờ trước đó, rồi sau đó mới uống calcium. Đó, rồi sau đó mới uống calcium, chứ không nên uống cùng một lúc. Tại vì uống mà gần nhau đó là cái chất calcium này nó sẽ tương tác với những cái thuốc này, và khi nó tương tác đó, thì nó dính, nó chùm lại, nó thành giống như gọi là, có thể nói như thành cục, nói nôm na là như vậy đó. Nó tương tác, nó thành một cái hợp chất, thì cái hợp chất đó nó không thể nào làm cho những cái thuốc này cần thiết này nó hấp thụ. Mà như mình biết cái trụ sinh nó là để cho chữa cái viêm, chữa cái nhiễm đó nè. Mà nếu như mà mình không chữa là coi như nó hại cái vấn đề mà bị nhiễm trùng đó, nó tác hại, nó nặng hơn, không được chữa trị đúng kịp thời đó. Cũng như cái thuốc tuyến giáp cũng rất ảnh hưởng đó. Và cái chất sắt nó khi nó tương tác nó thành một cái hợp chất đó, thì cái sắt nó không được hấp thụ vô thì cơ thể mình thiếu sắt đó. Đó là những cái lý do mà rất là cẩn thận khi mình dùng cái thuốc mà calcium, thực phẩm chức năng và bổ sung canxi này, để mà mình có thể gọi là tránh đi những cái chuyện mà đáng tiếc xảy ra mà nó ảnh hưởng tới những cái vấn đề trị liệu khác của mình, là phần phải cẩn thận đó. Và cái điều đặc biệt mà Ngọc muốn nói nữa đó là không nên uống quá nhiều. Không phải mình nghĩ ồ tôi cần canxi, canxi bổ cho cái này, canxi cần cho cái kia, thành ra tôi cần uống đúng nhiều. Nhưng chỉ uống tới cái liều lượng mà mình cần thiết cần có thôi, không nên uống quá nhiều. Trong cái video sau Ngọc sẽ làm tới những cái tác hại gì khi mình uống quá nhiều canxi, hay là cái lượng canxi ở trong máu mình quá nhiều. Ngọc sẽ làm cái video đó để cho các cô chú anh chị em mình tham khảo. Đó, thành ra luôn luôn quá ít cũng không tốt, mà quá nhiều cũng không tốt. Đó, luôn nhớ cho Ngọc như vậy. Cái gì có cái chữ quá trong đó đều là không tốt hết. Cho nên cẩn thận, đừng có vì nghĩ rằng nó cần thiết, nó tốt, thì ngược lại uống quá nhiều, chẳng thà mình ít hơn một chút xíu, không sao,
Đó, nhưng mà khi mà quá nhiều mà đặc biệt trong cái thời gian lâu dài dùng nó lâu dài đó, nó có cái tác hại rất là tác hại. Thì trong cái video sau Ngọc sẽ chia sẻ đến cái vấn đề đó. Thì Ngọc nghĩ rằng nó rất là tương đối dễ hiểu và nó cũng rất là rõ ràng. Thì nếu như các cô chú chị em nào của mình mà có cái câu hỏi nào mà nó Ngọc không có chia sẻ hoặc nó nói trong đây đó, thì cứ nhắn tin cho Ngọc thì Ngọc sẽ trả lời rõ ràng cụ thể cho cái vấn đề đó. À, Ngọc rất là cảm ơn cái sự theo dõi của các cô chú chị em. Hãy thumbs up hay là like, cũng như là đăng ký vào trong kênh hay là chia sẻ với người thân, người quen để mà giúp cho phát triển cái kênh của Ngọc mỗi ngày nó được mạnh hơn, cho nhiều người như là có được biết đến cái lợi ích của nó và để cho nó tốt hơn. Thì cái đó là cái điều mà Ngọc rất là mong muốn. Thì Ngọc xin dừng cái video ở đây.